Hiền Thục xin được mến chào tất cả quý vị và khán giả đang theo dõi chương trình trò chuyện cùng chuyên gia với chủ đề cục máu đông ngăn chặn bằng cách nào. Chương trình do kênh thông tin tư vấn sức khỏe Alo Bác sĩ thực hiện với sự đồng hành của thực phẩm bảo vệ sức khỏe Nattoenzyme hỗ trợ phòng ngừa đột quỵ do cục máu đông, nguyên liệu Nhật Bản của công ty cổ phần Dược Hậu Giang. Thưa quý vị khán giả kính mến, trong một số trường hợp thì máu đông là một điều cần thiết. Khi bạn bị thương thì bạn cần cầm máu đông lại để ngăn chặn chảy máu. Thế nhưng mà thỉnh thoảng thì trong một số trường hợp cục máu đông lại xuất hiện không đúng lúc, đúng nơi và điều này có thể gây nguy hiểm, nhất là khi các cục máu đông ngăn chặn dòng máu tới não và dẫn đến một cơn đột quỵ. Vậy thì ai có nguy cơ hình thành cục máu đông nhiều nhất? Và đột quỵ do cục máu đông làm sao để ngăn ngừa, cũng như là sử dụng sản phẩm làm tan cục máu đông thì dùng sao cho đúng cách? Tất cả sẽ được chúng tôi giải đáp trong chương trình lần này. Và đồng hành cùng quý vị xin được trân trọng giới thiệu có Tiến sĩ bác sĩ Trần Chí Cường, Chủ tịch Hội Can thiệp Thần kinh Thành phố Hồ Chí Minh, là Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Quốc tế SAS Cần Thơ. Tiến sĩ bác sĩ Trần Chí Cường hiện là Chủ tịch Hội Can thiệp Thần kinh Thành phố Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Hội Điện quang Can thiệp Việt Nam, Giám đốc chuyên môn Bệnh viện Đột quỵ Tim mạch Cần Thơ. Ông nằm trong ban chấp hành Hội Can thiệp Thần kinh Á Úc và là thành viên ban biên tập tạp chí Hội Can thiệp Thần kinh Thế giới. Ngoài ra, tiến sĩ bác sĩ Trần Chí Cường đã từng đảm nhiệm các chức vụ trưởng đơn vị can thiệp thần kinh đột quỵ Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh, trưởng đơn vị đào tạo can thiệp nội mạch thần kinh đột quỵ Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh. Quá trình đào tạo: tốt nghiệp Đại học Y khoa năm 2000 tại trường Đại học Y Dược Cần Thơ. Tốt nghiệp bác sĩ chuyên khoa 1 chuyên ngành phẫu thuật thần kinh, ngoại thần kinh năm 2004 tại Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh. Chứng chỉ đào tạo sơ bộ DSA Bệnh viện Chợ Rẫy năm 2004, Bệnh viện Bạch Mai năm 2005. Tốt nghiệp tiến sĩ chuyên ngành phẫu thuật thần kinh, ngoại thần kinh năm 2004 tại Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh. Chứng chỉ đào tạo thạc sĩ quốc tế về chẩn đoán điều trị can thiệp bệnh lý mạch máu hệ thần kinh do Đại học Y khoa Bichia Pháp, Đại học Y khoa Toronto Canada, Đại học Mahidol Thái Lan tổ chức năm 2005-2006. Chứng chỉ đào tạo chẩn đoán điều trị đột quỵ tại Đại học Y khoa Tennessee, Mỹ năm 2009. Chứng chỉ đào tạo giảng viên cao cấp Học viện Quản lý Giáo dục 2018. 20 năm trong ngành y, tiến sĩ bác sĩ Trần Chí Cường đã thực hiện trên 5.000 trường hợp chẩn đoán điều trị can thiệp nội mạch bệnh lý mạch máu não, tủy ngoại biên, sử dụng máy chụp mạch máu xóa nền. Ông được các đồng nghiệp, bệnh nhân ưu ái gọi là bàn tay vàng trong điều trị đột quỵ, chuyên gia cấp cứu những ca khó nhằn. Tiến sĩ bác sĩ Trần Chí Cường còn là tác giả của rất nhiều công trình khoa học và các bài báo giá trị về bệnh ngoại thần kinh đột quỵ. Dạ thưa bác sĩ Cường, những năm gần đây thì khái niệm huyết khối hay là cục máu đông mới được người dân biết đến rộng rãi hơn nhờ vào các phương tiện truyền thông. Nhưng mà không phải ai cũng hiểu đúng về tình trạng này. Vậy thì xin hỏi bác sĩ là cục máu đông này từ đâu mà có? Ai hay là độ tuổi nào có nguy cơ hình thành cục máu đông này ạ? Kính thưa quý khán giả, thì trong những năm gần đây đó, hoặc là trong thời gian gần đây thì với sự xuất hiện rất là nhiều lần về cục máu đông trên các phương tiện truyền thông, mà đặc biệt là rất nhiều chương trình với Alo Bác sĩ, thì chúng tôi cũng đã chia sẻ rất nhiều về cái việc là hậu quả của cái cục máu đông gây ra cho não cũng như là cho tim mạch. Thì về vấn đề hậu quả gây ra do cục máu đông thì chúng ta biết rất rõ rồi, nghĩa là cục máu đông khi mà đủ lớn và nó gây tắc những mạch máu quan trọng thì bệnh nhân sẽ có những cái triệu chứng liên quan đến cái vùng cấp máu của cái mạch máu đó. Chúng tôi nói rất rõ ràng, nghĩa là bất kể cái cơ quan nào có mạch máu đớm thì đều có thể xảy ra cái hình thành cục máu đông, và cục máu đông có thể làm tắc cái mạch máu tại nơi đó và gây ra những cái sự cố. Nếu như sự cố xảy ra trên não thì chúng ta sẽ có đột quỵ não mà chúng ta nghe rất là nhiều. Nếu chúng ta xảy ra ở mạch máu tim thì chúng ta có nhồi máu cơ tim cấp hoặc là đột tử do tim. Nếu như xảy ra ở phổi thì chúng ta có nhồi máu phổi hoặc là thuyên tắc cái tĩnh mạch phổi hoặc là nhồi máu phổi do tắc động mạch phổi. Và nếu như xảy ra ở các mạch máu của ruột thì chúng ta có nhồi máu hay là tắc cái mạch treo, thì chúng ta thấy bệnh nhân cũng có thể là dẫn đến hoại tử ruột, cũng có thể dẫn đến tử vong. Và nếu cục máu đông này hình thành ở mạch máu tay chân, mạch máu vùng bụng thì vẫn có thể dẫn đến tình trạng là tắc nghẽn các mạch máu tay chân, và bệnh nhân có rất nhiều trường hợp là phải dẫn đến trường hợp là đoạn chi, nghĩa là cắt đi một phần của tay hoặc là cắt đi một phần của chân do cái vấn đề hình thành cục máu đông. Thì cục máu đông tại sao nó hình thành thì nó do rất nhiều là cơ chế. Cái cơ chế thứ nhất là cơ chế tổn thương tại thành mạch, nghĩa là tại cái vị trí mà hình thành cục máu đông đó, nó xuất phát do cái vấn đề chúng ta bị chấn thương thành mạch.
mạch máu chúng ta bị va chạm hoặc là mạch máu chúng ta có những cái mảng sơ vữa tại chỗ. Sau đó mảng sơ vữa này nó kích hoạt các tế bào máu, mà đặc biệt là kích hoạt tiểu cầu đến bám vào, và cộng theo những cái mảng sơ vữa đó nó sẽ hình thành cục máu đông tại chỗ. Và như nếu cục máu đông tại chỗ hình thành đủ lớn thì cục máu đông này nó sẽ làm tắc hoàn toàn đi cái mạch máu. Thì đây cũng chính là cái diễn tiến bình thường của một cái mảng sơ vữa từ lúc nhỏ cho đến hình thành đủ lớn và đủ mạnh, và sau đó thì tắc luôn cái mạch máu tại vị trí. Cái cơ chế hình thành thứ hai là cục máu đông hình thành tại những cái nơi khác, như là hình thành trong buồng tim. Tại buồng tim thì xảy ra trong cục máu đông đó, trong trường hợp là chúng ta có nhịp tim không đều, trong trường hợp bệnh nhân bị rung nhĩ bệnh nhân, hoặc là trong trường hợp là gì, bệnh nhân bị đa hồng cầu, hoặc là bệnh nhân bị loạn nhịp tim nói chung, thì trong một cái nhịp nghỉ của tim đó, nghĩa là có những khoảng ngắn mà nhịp tim đập không đều, thì cục máu đông sẽ lắng động hình thành trong tim. Tại vì cái vấn đề chúng ta biết rằng là cái dòng máu của chúng ta đó thì trong đó không phải là một cái dung dịch thuần nhất, mà trong đó có rất nhiều tế bào máu, nào là hồng cầu, bạch cầu, rồi tiểu cầu. Và chỉ cần cái dòng máu chúng ta bị ngưng trệ một thời gian ngắn thôi là cái cục máu đông, nó các cục máu đông có thể hình thành do các tế bào máu kết dính lại với nhau. Và trong những cái chu chuyển tiếp theo của tim thì cái cục máu đông này nó sẽ được tống ra ngoài. Chúng ta tưởng tượng giống như là cái việc hình thành những cái mảng sơ vữa, những cái mảng bám, những cái mảng bùn trong một cái hồ nước. Và khi một cái hoạt động của máy bơm thì chúng ta sẽ thấy là những cái cục rác, những cái cục bẩn đó nó trực được tống vào cái hệ thống dẫn nước của thành phố của chúng ta. Và khi cục máu đông đi đến nơi nào thì nó sẽ nghẽn tắc tại nơi đó. Và đây cũng chính là những cái nguyên nhân dẫn đến cái tử vong mà giống như chúng tôi vừa kể. Và cái cục máu đông này nó còn được hình thành do một số những nguyên nhân tác động khác, như là yếu tố cơ địa bệnh nhân, như là yếu tố dị ứng, như là yếu tố nhiễm Covid mà như chúng tôi vừa kể trong các chương trình trước. Hoặc là một trong những cái vấn đề khác liên quan đến yếu tố tác động của môi trường, như là bệnh nhân có nhiễm những cái kim loại nặng, những cái hóa chất độc hại, hoặc là những cái không khí ô nhiễm từ khói bụi ngoài môi trường như là CO, hoặc là những cái khí thải của nhà kính, cũng như là khí thải của cái vấn đề công nghiệp, hoặc là khí thải xăng dầu chẳng hạn, thì nó sẽ làm cho tăng cường kích hoạt các yếu tố viêm trong thành mạch. Nó làm cho các gia tăng các gốc tự do, và các gốc tự do này nó làm tổn thương bề mặt của các tế bào máu, và nó làm cho chúng ta các tế bào máu chúng ta có thể rất là dễ dàng bị đông lại và bị kết dính với nhau để hình thành nên cục máu đông. Và các yếu tố nguy cơ của việc hình thành cục máu đông này thì nó tùy thuộc rất nhiều vào những cái yếu tố về cơ địa bệnh nhân. Giả sử như bệnh nhân có cái thừa cân béo phì, bệnh nhân có mỡ máu quá cao, bệnh nhân bị tăng huyết áp kèm theo sơ vữa mạch, thì cái việc hình thành cục máu đông này rất là dễ xảy ra. Và đặc biệt là trong một số trường hợp là rất dễ hình thành trong trường hợp người ít vận động, như là phụ nữ mang thai nè, những cái tháng cuối của thai kỳ đó thì cũng rất dễ hình thành cục máu đông, là do tử cung khi mà nó mang thai thì nó sẽ chèn ép vào cái hệ tĩnh mạch, do đó thì bệnh nhân mang thai, nghĩa là phụ nữ mang thai các tháng cuối đó thì cũng rất dễ hình thành cục máu đông trong cái hệ tĩnh mạch, mà đặc biệt là hệ tĩnh mạch của chi dưới. Hoặc là những trường hợp những người lớn tuổi ít vận động, hoặc là sau tai biến đột quỵ nằm lâu, hoặc là sau phẫu thuật nằm lâu, thì cũng đó là những yếu tố nguy cơ dẫn đến hình thành cục máu đông ở bệnh nhân. Vậy thưa bác sĩ Cường, cục máu đông nếu không kịp thời xử lý sẽ đưa đến những hậu quả như thế nào? Vậy trường hợp nào hay là mức độ nào thì cục máu đông này cần được can thiệp, khi nào có thể theo dõi thêm, và chúng ta có thể giảm nguy cơ hình thành cục máu đông bằng cách nào ạ thưa bác sĩ Cường? Và kính thưa quý khán giả, thì với sự hình thành cục máu đông mà chúng ta không phát hiện sớm, không xử lý kịp thời, mà cục máu đông đủ lớn thì rất dễ có thể dẫn đến những sự cố nghiêm trọng nếu chẳng may cục máu đông đó gây tắc nghẽn những mạch máu quan trọng nuôi cơ thể, như chúng tôi vừa kể, như là mạch máu não, mạch máu tim, mạch máu phổi, mạch máu ruột, hoặc là mạch máu tay chân chẳng hạn. Thì đối với y học hiện đại ngày nay thì chúng ta chẩn đoán phát hiện hình thành cục máu đông thì khá là dễ dàng bằng những cái phương tiện như là siêu âm, bằng những phương tiện như là chụp CT, chụp MRI, hoặc là đánh giá gián tiếp qua những cái biểu hiện lâm sàng của bệnh nhân, thì chúng ta có thể chẩn đoán được là bệnh nhân này có thể có cái cục máu đông trong lòng mạch ở những cơ quan quan trọng hay không. Nói về cái vấn đề điều trị cục máu đông thì hiện nay chúng ta có rất nhiều các phương pháp. Giống như các chương trình truyền thông đã nói, nếu như hình thành cục máu đông trên não thì chúng ta có các phương pháp can thiệp nội mạch,
các bác sĩ sẽ đưa những cái dụng cụ từ mạch máu ở đùi lên đến mạch máu não để hút, để kéo cục máu đông ra ngoài để phục hồi cho cái tuần hoàn lại cho bệnh nhân. Và nếu như cục máu đông hình thành ở tim thì chúng ta cũng làm tương tự như thế, chúng ta cũng có những phương pháp nông và đặt stent lòng mạch vành để ngăn cản hoặc là để mở rộng cái lòng mạch để ngăn cản hình thành cục máu đông hoặc là hút kéo cục máu đông ra ngoài. Và cái việc quan trọng nhất để cái việc phòng ngừa cục máu đông thì hiện nay chúng ta có rất nhiều những các phương pháp, mà tuy nhiên thì đặc biệt trong cái thời dịch bệnh này đó thì cái việc các thực hiện các phương pháp này thì cũng có một chút xíu ảnh hưởng và khó khăn. Các phương pháp đó có thể là chúng ta phải tăng cường vận động, và cái việc vận động này có thể chúng ta thực hiện tại trong không gian trong nhà của mình, trong sân của mình, là cho chúng ta không được chạy ra ngoài đường để tập thể dục trong cái thời kỳ giãn cách như hiện tại. Và chúng ta có những cái thuốc thực phẩm chức năng hoặc là chúng ta có những cái thuốc để có thể là dự phòng trong việc hình thành cục máu đông. Nếu như chúng ta có cái nguy cơ cao trong cái việc hình thành cục máu đông, hoặc là chúng ta là đối tượng đang điều trị để phòng ngừa cục máu đông trong các bệnh lý tim mạch mà các bác sĩ đã kê toa, thì đặc biệt đối tượng này là đối tượng nguy cơ rất cao, chúng ta phải uống thuốc đầy đủ và phải theo dõi cái sức khỏe của mình một cách thường xuyên. Và kể cả cái việc khám trực tuyến, khám online mà bệnh viện đột quỵ tim mạch Cần Thơ chúng tôi đã thực hiện, thì đây cũng là một trong những cái vấn đề chúng ta cần quan tâm để có sự kết nối trực tuyến, trực tiếp của bệnh viện cũng như là từ bác sĩ cho đến bệnh nhân để theo dõi tại nhà. Và nếu được thì chúng ta có thể sử dụng một số những cái thuốc thực phẩm chức năng để dự phòng cục máu đông, như là Natto Enzyme của công ty cổ phần Dược Hậu Giang thì cũng là một trong những cái sản phẩm có chất lượng uy tín để chúng ta có thể yên tâm mà sử dụng. Và đây cũng là một trong những cái thuốc mà đã được rất nhiều bệnh nhân sử dụng, và chính bản thân tôi thì cũng có cho một số bệnh nhân sử dụng thì cũng có một số những cái phản hồi rất là tốt. Và cái việc sử dụng những cái loại thực phẩm chức năng mà đã được kiểm chứng cũng như kiểm nhận bởi các hiệp hội như là Natto Kina của Nhật Bản, thì đây là cũng là một trong những vấn đề mà các bác sĩ quan tâm và tin dùng. Và chúng ta không được phép cũng như không nên sử dụng những cái thuốc hoặc là những cái thực phẩm chức năng nào mà không có được phép lưu hành của Bộ Y tế. Chúng ta có thể là mua trên mạng hoặc là mua qua truyền miệng hoặc là những cái kênh không chính thống, thì chúng ta hết sức xem xét trong cái vấn đề này, tránh cái vấn đề là chúng ta có thể sử dụng những cái thuốc thực phẩm không đúng chất lượng thì sẽ gây hại đến sức khỏe của chúng ta. Xin được cảm ơn bác sĩ Cường đã có những thông tin chia sẻ rất là hữu ích gửi đến tất cả quý vị khán giả trong ngày hôm nay. Và thưa quý vị khán giả, chương trình đến đây xin được khép lại. Cảm ơn tất cả quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin được thay mặt cho ekip thực hiện chương trình và tất cả quý vị khán giả gửi lời cảm ơn đến tiến sĩ bác sĩ Trần Chí Cường đã nhận lời tham gia chương trình. Xin được cảm ơn sự đồng hành của thực phẩm bảo vệ sức khỏe Natto Enzyme hỗ trợ phòng ngừa đột quỵ do cục máu đông nguyên liệu Nhật Bản của công ty cổ phần Dược Hậu Giang đã đồng hành cùng với Alo bác sĩ trong chương trình lần này. Cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi. Mến chúc quý vị giữ sức khỏe, an toàn đi qua mùa dịch. Thân ái chào và hẹn gặp lại quý vị trong số phát sóng tiếp theo. Xây sẩm, chóng mặt, tê yếu chân tay có thể là dấu hiệu của đột quỵ. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Natto Enzyme với thành phần Natto Kinat từ Nhật Bản hỗ trợ làm tan cục máu đông, tăng tuần hoàn máu, hỗ trợ trong các trường hợp huyết áp không ổn định, cải thiện xây sẩm, chóng mặt, tê yếu chân tay. Natto Enzyme đánh tan cục máu đông, không còn nỗi lo đột quỵ. Natto Enzyme hỗ trợ phòng ngừa đột quỵ do cục máu đông, nguyên liệu Nhật Bản. Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.